Vâng, xin kính thưa quý vị các đoàn nghệ thuật, hôm nay cũng rất là vui chúng ta đến đây giao lưu, và tôi kính rằng cái sân khấu này tuy là nhỏ nhưng để chúng ta giao lưu rất là ấm cúng, đúng không ạ? Thế thì rất là mong đây sẽ là địa điểm để chúng ta được giao lưu, và chính giao lưu như này thì là chương trình của chúng ta, các tiết mục của chúng ta sẽ được nâng cao rất nhiều, và chúng ta được có cơ hội học hỏi lẫn nhau. Thì những tiết mục nào mà mới dựng hoàn toàn có thể diễn trên sân khấu này, đúng không ạ? Để chúng ta học tập lẫn nhau. Và như này ạ, à, đoàn ở cái trung tâm nghệ thuật trong thủ đô, trật tự trung tâm nghệ thuật trong thủ đô hiện nay là có khoảng hơn chục đoàn nghệ thuật, và chuẩn bị kết nạp 10 đoàn nghệ thuật nữa. Và dần dần đi sau thủ đô chúng ta sẽ phát triển rất là mạnh. Thế và vừa rồi theo cái sự hợp tác giữa bên sở Hà Thành và trung tâm nghệ thuật thủ đô sẽ kết nối để chúng ta xây dựng một câu lạc bộ sầm, gọi là có tên sầm mới là sầm sao thủ đô. Sẽ sau này chúng ta sẽ kết nạp trực thuộc của cái sầm Hà Thành, sầm Hà Thành do nghệ sĩ Mai Tuyết Hoa đang làm giám đốc của nó. Thế thì ngày hôm qua cái gốc sầm, cái nòng cốt của cái sầm Hà Thành đã tập trung với nhau đề ra phương hướng và đề ra những mục tiêu để cái câu lạc bộ sầm học tập. Và chúng ta sẽ không chỉ học tập riêng của bên Mai Tuyết Hoa, chúng ta chủ yếu là chúng ta là chính, và chúng ta sẽ về với Thái Bình để chúng ta học sầm của nghệ sĩ nghệ nhân Sơn Sầm. Cháu vẫn ít tuổi nhưng mà sầm của cháu rất là hay, và sẵn sàng giúp đỡ cho sầm sau thủ đô của chúng ta. Thì rất là mong mọi người, nếu như ai yêu sầm, có khả năng hát sầm thì sẽ đến liên hệ với cả sau thủ đô và sẽ gặp trực tiếp Xuân Hoa để vào cái sầm gọi là câu lạc bộ sầm sau thủ đô. Thế và chúng ta sẽ tập hàng tuần vào 2 giờ chiều thứ ba hàng tuần tại nhà Xuân Hoa, thành phố Hàm Tử Quang. Thì rất là mong ai yêu sầm thì chúng ta có thể vào được học sầm. Mà đây chúng ta học là học miễn phí, và cái điều kiện này không phải đâu có đâu, chúng ta học lẫn nhau và học miễn phí. Và sau khi có thầy thì sẽ sau này sẽ thế nào thì chưa biết, nhưng mà chủ động đâu là chúng ta sẽ học miễn phí. Thì rất là mong mọi người yêu sầm đến với sầm sau thủ đô. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều, và kết thúc chương trình là bài hát Thành Phố Tôi Yêu, sáng tác của Trọng Long do đoàn nghệ thuật Đông Đô trình bày. Hãy trong lòng ta thành phố.